cái cầu thủ điều phối lối chơi của thằng làm Warriors. Crawford và nó bóng rất tốt của Crawford, thêm 2 điểm nữa cho thằng làm Warriors. Đó không phải là một tình huống phòng thủ thực sự chủ động của thằng làm Warriors, khi mà đi ra hoàn toàn có thể lựa chọn một tình huống ném bàn nhưng mà nó quyết định chờ trong. Và 2 điểm dành cho Crawford. Crawford Dù Giang đã được rút ra, anh đã phạm 3 lỗi cá nhân, phải chấp đổi dành cho đội bóng Sài Gòn Heat. Rất cao đó là Namon từ Hà Lan Warriors. Cú sửa đổi quá đẹp mắt của Crawford, và đây là trung toàn ở vạch 3 điểm dành cho Trương Hoàng Trung. Cú sửa đổi kim bản. Crawford và sự phòng của Sài Gòn Heat. Và trong tình huống vừa rồi thì Roberto, nếu như Crawford thành công ở trong những quả đá phạt này, bây giờ khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm. Điểm thứ 10 của cầu thủ ngoại binh bên phía thằng Long Warriors. Và pha ném phạt thành công này của anh đã giúp cho thằng Long Warriors tạo ra được khoảng cách 5 điểm so với Sài Gòn Heat. Crawford thực hiện pha ném ba không thành công, nhưng vẫn đang là thằng Long Warriors kiểm soát bóng. Thêm một tình huống ném bóng nữa của Crawford, và lần này thì anh đã giúp cho đội bóng của mình có thêm được 2 điểm nữa. Crawford. Crawford đang bị double team nhưng anh đã vượt qua được. Và Hoàng Thế Hiển đã có 6 điểm trong trận đấu này. Và ném bà rất đẹp bắt của Crawford. Và đường truyền rất dài của Hoàng Ca. Lại là Crawford ở vạch 3 điểm. Và là đây là một tình huống thành công của Yu Yang. Thực sự đã lâu lắm rồi tôi mới thấy sự bùng nổ như thế này tại một nhà thi đấu thể thao. Một điệu cười ngạo nghễ của huấn luyện viên Pelak Lukic sau pha ném 3 điểm từ logo vừa rồi của Robert Crawford. Crawford đang tìm cách để vượt qua Dương Minh An. Crawford ra hiệu. Đó là một tình huống Crawford ra hiệu cho Justin Young. Justin Young. Crawford rất trống trải để thực hiện pha ném xa. Và rất gọn gàng 3 điểm cho thằng Long Warriors. Rồi. Đây là trung còn. Khá lập bập. Crawford. Còn 2 giây mà thôi. Một tình ném 3 của Crawford. Bóng đi vào rổ. Không thể tin được từ anh Quang Huy. Ném phạt của Crawford trong trận đấu ngày hôm nay. Một điểm cho Crawford. Và bây giờ khoảng cách giai đội là 4 điểm. Và bên cạnh chúc anh đây chính là player of the game, anh Robert Crawford. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện cùng với anh. Hey, congratulations. It's great that you are the MVPs for like 2 games in a row. So can you say something about that? And all glory to God first and foremost, and my teammates, man. My teammates really picked me up in the game. I missed a couple key free throws down the stretch. They picked me up. All credit to my teammates, man. Yes. And like, I think Sài Gòn Heat is a very tough team to play with. And like, even when there was still a like, few seconds left, it was very tough. Right. So like, can you say something about like what happened in the last quarter of the game? My hat's off to Sài Gòn Heat, man. They came out here and competed. They came out here and gave the fans a show. And it was tough down the stretch, you know. We gotta execute better. We gotta move it a little bit more, you know, get the ball where it needs to be. But we gotta, it's a long season, we're gonna get better. All right, thank you very much, and I hope you have an amazing games ahead. Thank you. Dạ vâng, đó là một màn trình diễn cực kỳ tuyệt vời, và trước anh đã vừa mới hỏi anh Robert, anh ấy cảm thấy sao khi là MVP 2 lần liên tiếp ở trong đầu mùa giải. Thì anh ấy chia sẻ rằng tất cả những công lao đều đã thuộc về đồng đội của anh ấy, bởi vì họ đã giúp đỡ anh ấy rất là nhiều. Họ đã cổ vũ và động viên, tạo rất là nhiều cơ hội cho anh để ghi được dấu ấn cho Thăng Long. Khi mà Trung Anh hỏi về Sài Gòn Heat, họ là một đối thủ rất là mạnh, thì anh ấy cũng chia sẻ rằng họ khiến cho đội bóng Thăng Long Warriors phải cố gắng nhiều hơn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở trong chặng đường tiếp theo. Và đó là trận đấu cực kỳ tuyệt vời ngày hôm nay, trận đấu nghẹt thở tới tận giây phút cuối cùng.